Thưa quý vị và các bạn, trên dòng sông Ngô Đồng hôm nay là cảnh sắc rộn ràng ấn tượng khi xuất hiện rất nhiều những chiếc thuyền chở đầy nông sản quê hương. Niềm vui và sự hân hoan thì đang hiện rõ trên khuôn mặt những người dân địa phương, và hãy cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui này với mọi người nhé. Cô ơi, thuyền của mình hôm nay thì chở đặc sản của tỉnh nào đấy ạ? Chở sầu riêng đặc sản tỉnh Đắk Lắk. Sầu riêng rất là thơm nhỉ cô nhỉ? Cái cảm xúc của người dân địa phương như cô bây giờ thì như thế nào hả cô? Cảm xúc rất là hồi hộp. Thì lần đầu tiên là chúng tôi tham gia của cái lễ nông sản này. Thực sự là riêng tôi và mọi người là rất là vui. Xuôi theo dòng sông Ngô Đồng là 63 chiếc thuyền chở nông sản đặc sắc tượng trưng cho 63 tỉnh thành trong cả nước. Đây là những trái ngọt do chính bàn tay lao động cần mẫn của người nông dân đã làm nên, nay được lựa chọn để dâng lên cúng thần nông tổ tiên bằng tấm lòng tri ân sâu sắc. Rất là phấn khởi, đông vui, nhộn nhịp. Đấy, bà con là rất mong ông thần nông là cho mùa màng Ninh Hải, bà con chúng tôi Ninh Hải là mùa màng bội thu. Tham gia tuần du lịch năm nay, du khách còn được hòa mình trong các hoạt động mang đậm màu sắc văn hóa Việt Nam như chiêm ngưỡng cánh đồng lúa mục đồng thổi sáo, trải nghiệm không khí ngày mùa rộn ràng cùng người dân địa phương, và đặc biệt là thưởng thức những món ăn ẩm thực được làm từ hạt lúa, củ khoai. Không gian văn hóa độc đáo ấy đã tạo ấn tượng sâu sắc đối với du khách trong nước và quốc tế. It is very beautiful. Nơi đây rất là đẹp. Hôm nay là ngày vô cùng may mắn của gia đình tôi khi mà được trải nghiệm không gian lễ hội nhiều màu sắc và âm thanh. Có rất là nhiều người tham gia và tôi thấy rằng ai cũng rất vui. Đó là điều rất là tuyệt vời. Trên nền cảnh thiên nhiên ngàn non xanh thẳm, mây trắng, sông trong, lúa vàng tuyệt sắc. Trên bề dày lịch sử văn hóa nông nghiệp nông thôn đặc sắc ở địa phương, cánh đồng lúa Tam Cốc đã ngả vàng và đượm mùi thơm thảo. Đây cũng là dịp để mỗi người dân địa phương đồng lòng hướng về các vị thần, về tổ tiên và các bậc quân vương khi xưa đã khai mở làm nông, làm cho đất nước thanh bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.